và ước muốn của em là được đi du học nên em muốn đi sang Mỹ. Nhưng sau này rất nhiều em bắt đầu em thấy cảm thấy hơi nản nên em chuyển hướng. Sau khi tìm đến công ty thì em đã có được những sự tư vấn rất là nhiệt tình và em cuối cùng thì em đã quyết định chọn công ty để xin hồ sơ đi Canada. Thì thấy bắt đầu hơi nản nhưng mà vẫn thích đi du học nên em chọn một đất nước khác để đi dễ hơn và có cuộc sống tự lập. Khi vào phỏng vấn thì em thấy được hỏi những câu rất là dễ nhưng mà em không biết tại sao mà rớt. Chắc có thể là số em không có số đi Mỹ. Dạ, sau khi làm Mỹ xong thì em thấy bắt đầu hơi nản Mỹ, em bắt đầu chuyển hướng đi sang một nước khác và em bắt đầu học IELTS là lấy IELTS. Sau khi có IELTS, em phải đọc thông tin trên mạng thì em tìm hiểu là Úc đang cần IELTS và em có bạn bên đấy. Em hỏi nó là làm ở đâu, nó cũng hướng dẫn em đến công ty New World. Rồi sau khi gặp đầu tiên thì em được chuyển hướng sang Canada. Đó là cảnh đẹp. Cảnh đẹp với lại con người Canada thì em chưa qua em không biết nhiều nhưng mà qua tìm hiểu thì em thấy cũng thân thiện. Bạn em học bên đấy cũng đông. Em nói chung là cũng thấy thích. Bởi vì là con người em là người sống nước ngoài, em thích đi đây đi đó để học hỏi nhiều thứ. Nên em nghĩ là em đi qua đi học thì em sẽ học được những điều mới, em thích kết bạn và giao lưu. Nhưng mà vì em cũng hơi sợ khi ở một mình, nhưng mà thôi kệ, vì sao thì cũng phải ở một mình thôi. Em sợ là thời gian đầu em sẽ bị hơi sốc văn hóa và sốc ngôn ngữ. Nhưng mà rồi em sợ là em hơi nhớ nhà và khóc nhiều thôi. Rất Mỹ ba lần. Thì em nói là mặc dù là em rất nhiều cũng hơi nản nhưng mà do cái đam mê của em là đi du học mà nên em cũng quyết định thử nhiều nơi nên em tìm đến công ty và cuối cùng cũng có visa Canada. Rất là tốt, có nhiệt tình. Hồ sơ của em là cũng là một trường hợp hơi khó. Để chứng minh là mình đi học nên chị Kim với chị Lan rất là bám sát, rất là quan tâm, hay nhắn tin em để em xin được giấy tờ và thúc đẩy hồ sơ nhanh. Công ty này em thấy không phải là do mình có visa ở đây nên mình mới khen là công ty anh, nhưng mà em thấy rất là nhiệt tình, rất là tốt. Em thấy thích nên em mới giới thiệu cho em đến làm để đi tiếp.